Xin chào tất cả anh em quý khách hàng. Đây là chiếc xe Vario 150 đời 2019 đầu tiên lên mặt tan sáng cao cấp nhất hiện tại. Đó là phiên bản dùng chip LED Osram chính hãng với cái mã nó là Oslon. Đây là cái chip LED mà mình đã gắn lên cái mặt đây. Và để chứng minh cho em thấy chip LED này được xuất xứ nó như thế nào thì đây. Đây là nguyên một cái cuộn LED mà mình đã đặt hàng về để làm cho anh em mình đây. Một cuộn LED này rất là đắt tiền, có thể nói là nó đắt hơn ngang hai cái chiếc xe SH Việt Nam mình á. Và cuộn này thì đã về đây cách đây được nửa tháng, và cái mơ ước của mình là làm sao đưa lên được chiếc xe này để phát huy được cái độ sáng cho nó. Thì trong quá trình nhập chiếc LED về thì mình đã làm cái bay này rồi. Cái bay này cũng là một cái phiên bản special đặc biệt dành cho Vario. Và bây giờ tất cả các cái ước mơ hiện thực hóa đó nó đã được đưa hết vô trong cái chó này bằng những cái tinh túy cao nhất bên tiệm của mình. Và bây giờ cái anh em cần thiết nhất đó chính là cái phần test độ sáng như thế nào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử coi nó sáng như thế nào ha. Cái những cái phiên bản trước đây á thì mình đã từng làm như là XHP35, mình đã so sánh rồi thì XHP35 nó đã sáng vượt trội so với đèn xin khủng khiếp rồi, mà cái phiên bản này nó còn cao cấp hơn XHP35 nữa. Thì nó sẽ ra sao đây? Sớm mình có giấy thêm công tắc đây nữa nha. Đây, khủng khiếp anh em có thể thấy một vùng sáng mà nó là quá khủng khiếp. Cái đường cắt sáng nằm ngang tuyệt đẹp luôn, vùng sáng gom cực kỳ quá đẹp luôn, mà chứ mới chỉ có cốt thôi đó, lên pha thì cỡ nào nữa. Đây, yeah, cực kỳ sáng. Vẫn là cây iPhone Plus huyền thoại của mình, không hề dùng phương pháp nâng sáng bằng máy ảnh DSLR hoặc là máy quay chuyên dụng. Trước mình quay bằng nó cho hình nó đẹp cho anh em coi thì bị khiếu nại dữ quá, bị dìm hàng, kêu là nâng sáng bằng máy quay chuyên dụng. Cho nên là bây giờ mình ghét, mình chơi luôn iPhone Plus, không có thèm dựng phim nữa luôn, để luôn cái video quay bằng này up lên trên Facebook hoặc là YouTube cho anh em coi luôn. Thì anh em có thể thấy rằng với cái độ sáng hiện tại trên chiếc Vario mình đây là cực kỳ xuất sắc. Phiên bản cao cấp nhất đã được đưa lên chiếc xe Vario 150 này. Mình ưu ái dành cho dòng xe này bởi vì mình đã hứa trước đó rằng là khi chiếc LED này về thì chiếc xe đầu tiên mình đưa lên phải là Vario. Vario rất là nhiều chuyển vọng vì lượng xe khách đi rất đông, anh em rất là ưa chuộng dòng xe này. Đó, thực sự là ngỡ ngàng với cái độ sáng hiện tại của chiếc LED Osram Oslon trên Vario. Và một cái điểm đặc sắc thứ hai nữa đó chính là sáng nhưng không có chói mắt. Anh em có thể thấy rằng là ánh sáng này nhìn vô y như đèn zin luôn, không có chói mắt tí nào hết. Cho nên là mình đi lưu thông trong nội thành hay là ngoại thành thì cũng đảm bảo được cái yếu tố an toàn giao thông mà không bị công an sờ gáy, hoàn toàn yên tâm để chạy sử dụng, không vi phạm luật gì hết. Trừ khi anh em bật pha, pha thì đèn zin hay đèn đỏ gì cũng vậy, mình sẽ vi phạm cái luật đó là bật đèn chiếu xa trong khu đô thị, bị phạt là đáng đời. Mình không ủng hộ anh em bật đèn pha trong khu đô thị chói mắt người khác. Và phiên bản này khi lên đèn quá tuyệt đẹp, quá sáng, quá nét. Anh em có thể thấy vùng sáng này quá ngỡ ngàng, mình ngạc nhiên luôn. Hôm qua mình có làm clip ở cự ly xa thì đèn đã hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc. Với cái độ gom chụm rót như thế này thì ở cự ly càng xa thì nó càng phát huy được cái công năng của nó, đó chính là pha rất xa, cực mạnh luôn, cực đẹp, cực mạnh. Mình không biết dùng cái từ gì để miêu tả hơn nữa cho cái phiên bản này. Và liệu rồi cái phiên bản này thì theo mình nghĩ là nó đã dừng lại ở cái mức này trong một thời gian khá dài, bởi vì hiện tại thì nó đạt tới cái ngưỡng gọi là bão hòa của đèn tăng sáng rồi, đạt tới cái mức gọi là quá cao rồi. Chiếc xe đèn quá mờ mà biến thành chiếc xe đèn quá sáng, quá chuẩn như thế này đó. Sáng thôi chưa đủ mà phải chuẩn nữa, phải gom nữa. Thì đây, đáp ứng đầy đủ cho anh em mình những cái yêu cầu khắt khe nhất trên một cái mẫu đèn tăng sáng. Cho nên khi tăng sáng thì chỉ có một thứ bị ảnh hưởng thôi, đó là túi tiền của anh em. Và với cái lời hứa của mình đó là giá không quá 2.299.000, mình quyết định làm phiên bản này với giá cực kỳ hợp lý luôn, giá 2.200.000, bảo hành 2 năm cho anh em an tâm sử dụng.
Và thêm một vấn đề mình cần cân nhắc cho anh em nữa, đó là khi làm đèn pha sáng thì không có bất cứ một ảnh hưởng nào tới hệ thống điện trên xe mình nha. Với công suất tiêu thụ bình thường và hệ thống điện này đáp ứng dư sức hoàn toàn cái đèn bộ đèn này, cho nên đèn sau khi lên hoàn toàn không có lo ngại ảnh hưởng gì bất cứ gì tới xe của mình hết. Và thêm một cái điều nữa mình muốn nói, đó là cái xe này nếu mà mình đảo con số 4 với con số 8 này qua lại với nhau thì chiếc Vario này 5678 chắc nó 250 triệu quá. Mà đáng tiếc là thời điện ngược, cuối cùng còn có 60 triệu à. Đây, anh em hãy chiêm ngưỡng nó. Chiêm ngưỡng cái siêu phẩm chip Osram chính hãng trên xe Vario, lắp ghép lại từ những cái vật liệu gọi là như rác gì đó. Nếu mà mình bước ra đường thì người ta nghĩ nó là rác thôi, thực sự khi mà nó kết hợp lại với nhau như là nhôm đồng rồi silicon rồi các cái vật liệu khác như điện, chip led, nó thành ra một cái bộ siêu phẩm như thế này đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip. Anh em có nhu cầu liên hệ mình ở số điện thoại 0961111333, tức là 0961 3 số 1 3 số 3, địa chỉ 272A Minh Phụng, phường 2, quận 11, để được tư vấn thêm một cách rõ ràng, chính xác. Xin chào và hẹn gặp lại. Pha sẽ cực kỳ ấn tượng, gom rock pha cực kỳ mạnh. Wow, trời còn đang sáng nha các bạn, và vẫn thấy được cái ánh đèn của mình cực kỳ mạnh ở phía xa kia, loại thẳng của đèn cao áp luôn. Khoa của chiếc led Osram nó rất là rock, và nếu mà loại thẳng cho cái hẻm này thì cực kỳ đã luôn. Đó. Wow, nó đi rất xa vẫn thấy dưới mặt đường. Cốt tạo ra một cái vùng cát sáng đẳng đẹp. Đây là chóa Vario 2018-2019, ánh sáng quá đẹp. Pha quá mạnh mẽ.